Mới đây, ca sĩ Hồ Quang Hiếu đã chia sẻ một câu chuyện dở khóc dở cười mà anh gặp gỡ phải. Đáng chú ý, qua câu chuyện này, nam ca sĩ cũng đã ngầm khẳng định rằng mình đang độc thân. Hồ Quang Hiếu kể, hôm nay vô tình ngồi cà phê gặp gỡ lại một cô gamer thủ cũ. Lúc mình đứng lên chuẩn bị ra về, em ý còn cố hét theo, chúc A lấy được hiền thê tốt và đẹp nha. Thế là cả quán đang ngồi nó quay lại nhìn mình như kiểu mình vừa đá em ý đi theo người khác vậy. Bên cạnh đó người yêu còn không có. Ngay thật sự. Động thái của Hồ Quang Hiếu một lần nữa gây khó hiểu khi cách đây không lâu, anh và Bảo Anh còn dấn tin đồn tái hợp. Cụ thể, cả hai xoàng xuyên sinh ra ở cùng một địa điểm, bị phát hiện bằng chứng đi du lịch cùng nhau bởi sự trùng hợp nhiều lần này không thể chối cãi. Trước đó, Hồ Quang Hiếu cũng đăng một bức ảnh chụp trong phòng tắm với cô gái che mặt. Nam ca sĩ gọi là hiền thê sắp cưới và ước mở chuyện kết hôn. Nhiều người nhận thấy cô gái giấu mặt đó có khá nhiều điểm hệt nhau với Bảo Anh.